Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Báo Thể Thao. Và trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn với admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Eric Bailly xác nhận hợp đồng mới của Man United. Nhiều người ủng hộ Michael Carrick loại bỏ Ronaldo. Thông điệp đặc biệt Solskjaer để lại MU ngày chia tay. Và còn rất nhiều thông tin khác, sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Eric Bailly xác nhận hợp đồng mới của Man United. Ít ngày trước, truyền thông Anh đồng loạt đưa tin MU đã đặt thỏa thuận mời Rangnick về làm huấn luyện viên tạm quyền của đội bóng. Vị huấn luyện viên người Đức sau khi đáo hạn hợp đồng 6 tháng sẽ trở thành cố vấn của đội chủ sở Old Trafford. MU chưa ra thông báo chính thức, nhưng cầu thủ Eric Bailly đã xác nhận điều này. Trả lời phỏng vấn sau trận hòa 1-1 với Chelsea, Bailly nói: "Chúng tôi đã được thông báo trong phòng thay đồ rằng một huấn luyện viên mới sẽ đến. Hiện tại chúng tôi vẫn đang nỗ lực cùng Michael Carrick và chúng ta hãy chờ xem sao. Dự kiến, Ralf Rangnick sẽ sớm hoàn tất bản hợp đồng và giấy phép lao động để đến làm việc tại MU. Trong trường hợp sớm nhất, ông có thể dẫn dắt Quỷ Đỏ trong màn tiếp đón Arsenal ở vòng đấu sau." Ronaldo thất vọng với MU. Cristiano Ronaldo đã được huấn luyện viên Michael Carrick điền tên vào danh sách dự bị trong trận hòa 1-1 trước Chelsea đêm qua. Đây là lần thứ hai CR7 phải dự bị trong mùa giải này, sau trận đấu với Everton vào tháng trước cũng kết thúc với tỷ số 1-1. Và cũng giống như lần trước, Ronaldo đã đi thẳng vào đường hầm sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Mark Oden của ESPN tiết lộ, Ronaldo đã đi thẳng xuống đường hầm khi trận đấu kết thúc. Anh ta không bắt tay hay vẫy chào người hâm mộ mà chỉ cứ thế đi thẳng ra khỏi sân. Trên truyền hình, huyền thoại Roy Keane cũng rất khó chịu khi thấy Ronaldo phải ngồi dự bị ở trận đấu vừa qua. Khi nói trên Sky Sports, Ronaldo sẽ không khắc phục được các vấn đề của MU, nhưng bạn không thể đưa cậu ấy về câu lạc bộ chỉ để ngồi dự bị. Nhiều người ủng hộ Michael Carrick loại bỏ Ronaldo. Man United đã có trận hòa 1-1 với Chelsea trên sân khách Stamford Bridge ở vòng 13 Premier League. Điểm nhấn đáng chú ý của trận đại chiến khi siêu sao Cristiano Ronaldo phải ngồi dự bị thay vì đá chính ngay từ đầu như mọi khi. Gary Neville đăng tải trên mạng xã hội. Rất nhiều người ủng hộ Michael Carrick loại bỏ Cristiano Ronaldo và chọn tiền vệ phòng ngự. Tôi có cảm giác rằng người quản lý sắp tới sẽ lựa chọn đội hình này vì những kết quả đạt được. Rangnick sẽ đảm trách vai trò huấn luyện viên tạm quyền Man United từ nay đến hết mùa giải 2021-22. Chiến lược gia người Đức sẽ nhận lời làm cố vấn thể thao cho Quỷ Đỏ với bản hợp đồng 2 năm sau đó. Nhiều người cho rằng Ronaldo là ngôi sao chịu ảnh hưởng nhiều nhất khi Ralf Rangnick dẫn dắt Man United. Ở tuổi 36, siêu sao người Bồ Đào Nha có khả năng đảm bảo khả năng di chuyển pressing liên tục dưới yêu cầu của Ralf Rangnick. Song song với đó, Ralf Rangnick cũng ưa thích sử dụng những mẫu tiền đạo trẻ, khỏe, tích cực pressing thay vì một số 9 giàu kinh nghiệm như Ronaldo. Dẫn đến Sancho, Mason Greenwood, Marcus Rashford hứa hẹn có nhiều đất diễn hơn khi Ralf Rangnick đặt chân đến Old Trafford. Như vậy, Ronaldo bắt buộc phải thay đổi lối chơi nếu muốn thích nghi với vị huấn luyện viên mới, một thử thách thật sự với cựu sao Real Madrid và Juventus. Thông điệp đặc biệt Solskjaer để lại MU ngày chia tay. Mới đây, trong buổi chia sẻ độc quyền cùng Sky Sports, Marcus Rashford còn tiết lộ Solskjaer đã gặp mặt các cầu thủ trước khi rời đi. Vào khoảng giờ ăn sáng, Ole Gunnar Solskjaer đã tới và nói chuyện riêng với chúng tôi. Sau đó chúng tôi có một cuộc họp trước khi tập luyện, điều này mang đến cảm giác rất lạ. Tôi đã ở đây để thấy những huấn luyện viên khác rời đi mà chỉ thu dọn đồ đạc và bước ra khỏi cửa. Việc làm trên cho thấy Ole là một người tốt như thế nào và câu lạc bộ này có ý nghĩa như thế nào với ông ấy. Ole biết ông ấy sẽ luôn là một huyền thoại của đội bóng này và các cầu thủ ở đây luôn tôn trọng ông 100%. Cách mà mọi thứ bắt đầu, vị trí mà ông ấy đã kéo chúng tôi đến, chúng tôi đã một vài lần gần giành được các danh hiệu lớn, nhưng chúng tôi lại vấp ngã. Nếu những lúc đó diễn ra đúng hướng thì chúng tôi đã có thể có 2 hoặc 3 danh hiệu và ông ấy sẽ có nhiều thời gian hơn. Bên trong mọi người đều cảm thấy có lỗi vì ai cũng có vai trò ở trên sân. Nhưng đó là bóng đá, những gì đã qua đừng nghĩ đến quá nhiều, bạn phải tiến lên phía trước dù khó khăn. Thêm vào đó, Solskjaer còn để lại một thông điệp đặc biệt mang ý nghĩa sâu sắc tới toàn đội khi không thể tiếp tục gắn bó với đội bóng áo đỏ. Chúng tôi ở trong tình thế khó khăn và việc Ole ra đi càng khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn. Nhưng một trong những điều Ole luôn nói với chúng tôi là khi bạn ở trên sân, hãy gắn bó với nhau. Và màn trình diễn trước Villarreal và Chelsea đã thể hiện chính xác điều đó. Tất cả chúng tôi đều đoàn kết với nhau và tìm ra cách để tạo khác biệt. Điểm 10 cho sự dũng cảm của Michael Carrick trước Chelsea. Chưa bàn về tài thao lược ở trên sân, chỉ xét về mức độ dũng cảm thôi thì Michael Carrick đã ăn đứt người tiền nhiệm Ole Gunnar Solskjaer. Trong 2 trận đấu khó nhằn vừa qua, Michael Carrick đã bố trí 2 đội hình khác nhau với những tổ đội lần đầu tiên được người hâm mộ được nhìn thấy ở trên sân. Đó là sự thăng tiến vượt bậc của Man United so với chính họ vài tháng trước đây, dù thực tế cách chơi của Man United vẫn còn nhiều vết gợn. Đấu Chelsea, huấn luyện viên tạm quyền Carrick đã tung ra đội hình 4-3-1-2 khá lạ lẫm.
Đây là lần đầu tiên trong mùa giải, bộ ba tiền vệ Fred, Matic, McTominay đá chính cùng nhau ở đội hình xuất phát. Đáng chú ý hơn, Carrick đã chủ động cất siêu sao Cristiano Ronaldo lên ghế dự bị. Nói trên sóng truyền hình, cựu trung vệ Jamie Carragher ca ngợi sự dũng cảm của Carrick. Anh nói, Michael Carrick đang ghi dấu ấn chiến thuật của mình tại MU. Tôi thích cách Carrick sử dụng Martial, Van de Beek. Carrick chứng tỏ cậu ấy không hề giống Solskjaer. Trước đó, Solskjaer luôn ưu tiên CR7 một vị trí ở trên hàng công quý đỏ, bất chấp mọi sơ đồ hay mọi đối thủ. Lần gần nhất, Solskjaer tung Ronaldo vào sân từ ghế dự bị, đội nhà đã bị Everton cầm hòa 1-1. Và sự can đảm của Carrick đã được tưởng thưởng xứng đáng. Không có Ronaldo ở trên sân, khối đội hình của Man United dường như gắn kết hơn trong việc phòng ngự. Họ không phải chịu áp lực 9 chống 10 mỗi khi đối phương có bóng, và nở đỏ thành Manchester chỉ thủng lưới một lần trước Chelsea với bàn thắng ở trên chấm phạt đền của Jorginho. Mặt khác, việc Carrick dũng cảm để ra đường sân chơi ở vị trí tiền đạo mũi nhọn cũng giúp Man United có những pha phản công trực diện và tốc độ hơn. Quỷ đỏ chỉ có 3 cú sút vào dạng sáng nay, nhưng 2 đi trúng đích và 1 mang về bàn thắng. Đó là sự hiệu quả cần thiết khi Man United phải đối đầu với nhà đương kim vô địch Premier League. Dĩ nhiên, còn quá sớm để nói về tài năng của Carrick, nhưng ít ra anh đã dám thay đổi những thứ mà Solskjaer xem như là vùng cấm. Tôi muốn thực hiện một vài sự thay đổi để làm mới chiến thuật. Anthony Martial, Donny van de Beek, Cristiano Ronaldo và là những cái tên nổi bật phải ngồi dự bị. Tôi đã có cuộc nói chuyện với Ronaldo, cô ấy hoàn toàn thoải mái, Carrick nói như vậy sau khi trận đấu khép lại. Man United sẽ ra sao nếu không có sai lầm của Jorginho ở đầu hiệp 2? Thật khó để nói, có thể họ sẽ bị ép sân và thua những bàn thua lạng xẹt. Trận hòa hôm nay không nói lên Man United đã mạnh mẽ hơn trước, nó chỉ nói rằng người ta có thể thay đổi kết quả trận đấu nếu dũng cảm hơn. Còn dĩ nhiên, về đường dài, giá trị cốt lõi của Man United phải được Ralf Rangnick gây dựng lại từ đầu. Dấu ấn chiến thuật của Carrick trước Chelsea. Trong một trận đấu có thể xem như quan trọng nhất sự nghiệp cầm quân, Michael Carrick đã đè Cristiano Ronaldo, đồng đội cũ và là huyền thoại bóng đá thế giới lên băng ghế dự bị. Với màn thể hiện thành công sau 2 trận vừa rồi sẽ là điều cực kỳ bất ngờ nếu tân huấn luyện viên Ralf Rangnick loại bỏ Michael Carrick trong thành phần ban huấn luyện. Bởi nhìn vào kết quả Man United giành được, đó là thành tựu đáng kể cho cựu tiền vệ người Anh. Xét về con người, nơi hàng thủ và phong độ nói chung, MU hoàn toàn thua kém Chelsea. Họ cũng nhận 2 thất bại thê thảm trước Liverpool và Man City để hiểu rằng sự tự tin của toàn đội đang ở mức thấp nhất trong những trận đại chiến. Nhưng chiến thuật, cách nhập cuộc mà Michael Carrick áp dụng đã góp phần thu hẹp những hạn chế của nhân sự. Để Ronaldo ngồi ngoài, MU có thể tận dụng sức trẻ và khả năng pressing của Sancho, Rashford trong việc phong tỏa Jorginho. Bộ ba tiền vệ có thiên hướng phòng ngự cũng đảm bảo quỷ đỏ giữ chặt tuyến giữa, khiến Chelsea phải giật bóng sang hai biên. Matic đá thấp nhất trong bộ ba tiền vệ và đôi khi lùi xuống như một trung vệ thứ ba. McTominay và Fred trụ vững hai khoảng half space để hỗ trợ ngăn chặn hai wing back của Chelsea. Cùng với đó, Eric Bailly và Victor Lindelof cũng được sắp xếp hợp lý trong sơ đồ 4 hậu vệ. Điều không xuất hiện trong trận đấu với Man City mà huấn luyện viên Solskjaer từng sử dụng miễn cưỡng với 3 trung vệ. Với cách nhập cuộc này, MU đã biến đổi thành nhiều sơ đồ. Họ chơi 5-3-2 khi lùi sâu với Matic là trung vệ thứ 3, đã giành dập 4-5-1 với Bruno Fernandes trong vai trò số 9 ảo. 4-4-2 kim cương giữ thế trận và cắm hai máy chạy trong những tình huống phản công. Bàn mở tỷ số tận dụng sai lầm của Jorginho là một pha bóng như thế. MU tiếp cận trận đấu không phải để hạn chế bàn thua mà đặt mục tiêu giành chiến thắng. Sau trận đấu, Michael Carrick tỏ ra thất vọng vì đội bóng của mình đánh rơi 2 điểm, trong khi Thomas Tuchel, dè bỉu Chelsea mới là đội ghi 2 bàn. Thực tế, chất lượng nhân sự nơi hàng thủ của MU không cao. Wan-Bissaka mắc sai lầm không phải chuyện lạ và bàn gỡ hòa của The Blues cũng đến từ một tình huống thổi phạt đền có phần nghiệt ngã. Trong khi đó, Chelsea mắc những sai lầm khá hiếm hoi. Jorginho đỡ trượt bóng, Mendy truyền thẳng vào chân Fred. Tất nhiên điều đó không xảy ra một cách bình thường với Chelsea, hay nói cách khác, lối chơi của MU đã khiến đối thủ mắc sai lầm. Những dấu hiệu khởi sắc đã xuất hiện trong 2 trận đầu tiên của Michael Carrick. Ý tưởng pressing thời điểm cũng phát huy hiệu quả. Khả năng lựa chọn và sử dụng nhân sự cũng là một điểm cộng với cựu tiền vệ này. Đó đều là những tín hiệu tích cực trước màn chạm trán Arsenal vào giữa tuần. Sẽ còn một chặng đường dài nữa để chờ xem quỷ đỏ sẽ đi đến đâu, nhưng ít nhất thì họ cũng chứng tỏ với Chelsea, đội đầu bảng, rằng mình không dễ bị bắt nạt. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.